Trời ơi, anh gửi gì mà tới cả thùng tôm vậy? Nhiều quá. À, dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Ủa cô, tôm đâu nhiều vậy cô? Bạn của ba thằng Nguyên tặng nè. Trời ơi, chú đã gửi cho nhà mình tới cả thùng luôn. Ăn bao giờ mới hết? Nè con, suy nghĩ coi. Mỗi ngày nấu một món, khi nào mà hết cái thùng này thì thôi nha. Dạ. À, đồ của chú sĩ xong rồi đó. Con đem qua bệnh viện giùm cô đi. Dạ, con biết rồi cô. Nè, sẵn tiện con dặn giùm cô luôn, kêu chú về nhà ngủ đi. Thằng này có tuần nay không thấy mặt mũi nó đâu hết à. Dạ, con đi nha cô. Ừ. Nổi bật trong cung đường du lịch miền Trung. Đôi bụng quá, cô gì ăn? Nhà cô Liễu. Cô Liễu. Sao cô? Cô ăn gì vậy? Dạ, mì cho cô kẻ ăn biết nha. Du lịch Hội An vẫn mang trong mình. Liễu ơi. Mì mì, cô nhờ chút kia. Ờ, cô ăn ké rồi con. Cô Liễu. Trời ơi, đói quá. Cô Liễu, cái này là cả buổi trưa của con đó cô Liễu. Cô biết cô xin biến thôi mà. Đôi giờ cô chưa ăn gì sao vậy cô? Phải, cô thời gian đâu mà ăn chứ. Ôi trời ơi, đói quá. Đói dữ vậy luôn hả cô? Cây chân của cô không hết nè. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn á cô. Từ cô chưa nghẹn á cô Liễu. Nước 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 này cô. Trời ơi, đói mà tay chân rung hết luôn á hả cô Liễu? Nó đi dài đi rồi biết. Không được. Phải kiếm dạng thêm mới được. Không còn đồ ăn gì nữa hả mấy đứa? Dạ, tủ lạnh hết đồ ăn rồi cô Liễu. Còn snack nha cô. Mày quá. Trong mì có phải là có tôm không hả? Ừ. Thuốc cô. Trời ơi thằng Quý, trong mì có tôm sao không nói cho cô biết trước hả? Ôi trời. Sao vậy cô? Sao vậy? Sao vậy cô? Chú ơi. Chú ơi, con mang đồ tới cho chú này chú. Cuối cùng cũng xong. Vậy là khỏe rồi. Coi kìa, anh sĩ anh mệt quá anh ngủ luôn kìa. Anh sĩ ơi, dậy đi anh sĩ. Anh sĩ ơi. Dạ, em chào anh. Lần đầu tiên phẫu thuật bệnh này, cậu thấy như thế nào? Dạ, em thấy cũng hơi run run. Như vậy là tốt lắm rồi đó. Dạ. Em thấy anh giỏi lắm đó. Lúc nãy nhìn anh như siêu nhân vậy. Em định anh đó hả? Đâu có, em nói thiệt mà. Chú. Con mang đồ tới cho chú. Đồ dơ con không biết chú để chỗ nào, nên lần sau con sẽ tới lấy. Con nghe mẹ dặn chưa vậy? Đi chơi dã ngoại á thì phải nghe lời thầy cô giáo, không có được chạy lăng xăng nghe chưa? Con biết rồi, mẹ khỏi lo. Con đâu phải là con nít nữa đâu. Con không là con nít chứ lại gì. Sao lâu quá vậy? Giờ này con nhỏ này, trễ giờ rồi, ngóng gì nữa vậy? Đi. Dạ con đi liền. Ê là chị em đi nha, em trễ rồi. Đi cẩn thận nha. Dạ. Tới nơi á nhớ gọi cho chị đó. Dạ em biết rồi. Ê, cái đồ lề mà sao mày chậm như rùa vậy? Làm tao phải trễ giờ theo luôn rồi nè. Thì ai biểu bạn đợi mình làm chi? Trời thật. Mày nghĩ mày là ai mà tao phải chờ mày chứ? Còn lâu nha con Tâm Tâm. Làm chi? Gì làm sao hả? Hai đứa là phải thân thiết với nhau mà. Sao con phải thân với nó chứ? Đừng cấm á. Làm chi? Làm
em chào chị em đi nha. Ờ, đi chơi vui vẻ nha con. Dạ. Tụi nhỏ đi hết nhà cửa yên ắng ghê luôn. Mà tự nhiên không có tụi nó thấy nhà cửa thiếu thiếu thì sao á. Nè Tâm Ý. Dạ. Cô uống cà phê không? Dạ không cô, con chỉ uống trà thôi à. Ờ ha, cô quên, con đâu có biết uống cà phê. Nè, lấy giùm cô cái ly đi. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Nè, ngày nào cô thấy con cũng pha cà phê cho mọi người, sao con không pha uống thử coi, biết đâu con thích thì sao? Dạ không đâu cô, con uống trà là được rồi. Nhỏ này cứng đầu thiệt chứ. Cũng ngộ ha. Cô thấy mấy người dưới quê lên á, nhất là mấy người trẻ như con á, chừng 2-3 tháng là thấy thay đổi tính tình à. Còn con từ hồi dưới quê lên tới giờ cũng ít nói hiền khô à. Nè Tâm Ý. Dạ. Làm mẹ chắc cực lắm hả con? Dạ không đâu cô. Sao mà ổng cực? Một mình con làm đủ thứ công việc nhà hết, rồi còn chăm sóc cho Tâm Anh nữa. Nè. Dạ. Không mấy á, bữa nay cô cho con nghỉ một ngày, con đi ra ngoài chơi đi. Đồ ăn á dù sao cũng nấu sẵn rồi, chiều cô hâm lại ăn là được. Dạ không cần đâu cô, con cũng không biết đi đâu nữa, cho nên ở nhà cho rồi. Nhỏ này, cô thấy ở ngoài thiếu gì chỗ đi chơi? Quán trà sữa nè, rồi trung tâm thương mại nè. Con đi ra đó đi, ở ngoài đó nhiều cái vui thấy mồ luôn. Thiệt tình là con cũng không biết đi chỗ nào nữa. Không có tiền đúng không? Dạ không đâu cô. Nè, cô qua đây. Dạ. Qua đây. Cô cho tiền nè, đi chơi đi. Dạ thôi, con không lấy đâu cô. Con lấy đi, coi như cái tiền này là tiền thưởng mà con vất vả làm việc. Cô chờ đó. Dạ thôi mà. Không lấy đúng không? Không lấy là cô lấy lại. Cô ơi, nếu như mà là tiền thưởng á thì con lấy. Con cảm ơn cô. Nhỏ này, tiền mà tưởng nó cũng chê nữa chứ. Đi chơi đi nha. Sao giờ bà? Bạn tôi tới không có được. Sao vậy ông? Chắc là ông bận rồi. Hôm ấy thì chỉ có hai đứa mình đi ăn thôi. Nhưng mà mình có tới 4 vé lần đó. Thì có sao đâu, thì mình cứ kêu bàn 4 người rồi hai đứa mình ăn xả láng luôn. Làm vậy phí lắm đó. Hơn nữa mấy vé này mua rất là mắc tiền. Hay mình kêu cô qua cùng đi đi ông. Bà tính kêu con bé đi cùng à? Ừ. Đây cũng là cơ hội để tôi có thể kết thân với con bé. Với lại chuyện ông muốn đưa tôi về nhà để ra mắt với mọi người, ông vẫn chưa nói với con bé sao? Ờ thì cứ để từ từ rồi tôi tính. Nhưng cơ hội này mình rủ hai vợ chồng nó cùng đi ăn, có được con rể đi cùng mình sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Phải công nhận liệu của tôi tính hay thiệt luôn đó. Cô ơi, vậy con xin phép ra ngoài chút nha cô. Con nhớ ra là phải mua vài thứ cho Tâm Anh. Cứ đi chơi đi. Nè, sẵn ra ngoài rồi á thì kiếm cái gì ngon ngon mà ăn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ủa đi đâu vậy? Dạ, con ra ngoài có việc một chút, con về liền ạ. Con lên phòng ủi chú bộ vest đi, rồi đi đâu đi nha. Thôi đi, hồi nãy em mới cho nó đi ra ngoài chơi rồi. Anh cần ủi thì tự ủi cũng được mà. Nhưng mà ủi bộ vest có 5 phút chứ nhiêu, ủi xong rồi đi. Cô đã cho đi chơi rồi, con cứ đi đi. Ủi xong bộ vest muốn đi đâu đi, có mất thời gian nhiều đâu. Dạ. Dạ thưa chú. Ừ. Đi lên ủi đi. Xin phép chú con đi. Đi ủi trên lầu mà. Em đã nói là cho nó đi rồi mà. Kỳ cục. Mà anh đi đâu phải mặc đồ vest vậy? Bà rủ hai vợ chồng mình tối nay đi ăn chung đó. Sao tự nhiên ba lại rủ vợ chồng mình đi ăn? Thì tại ba nói ba có 4 vé đi ăn cho nên rủ hai chồng mình đi ăn chung. 4 vé? Ừ. Em, anh với ba.
anh đừng nói với em á, người thứ tư là cô Lệ Liễu nha. Anh đâu có nói đâu, em nói rồi đó. Anh đi đen hả? Tại ba nói có dư 4 vé cho nên ba rủ mua hai chồng mình đi chung. Không đi, không đi, em không đi. Anh bị điên hả, rủ em đi vậy? Không đi thôi, mắc gì tự nhiên chửi người ta điên. Mà em sao vậy? Lâu rồi hai chồng mình đâu có ăn món Âu đâu, đi đại đi. Không thích ăn, không thích ăn gì hết đó. Chỉ thích ăn đồ Việt Nam thôi, không thích ăn đồ Tây, đồ Tàu, đồ Âu gì hết đó, được chưa? Nhưng mà còn anh thích ăn đồ Âu. Nếu chơi thôi làm dữ. Chú chưa uống đâu. Dạ thôi, con không biết uống cà phê. Không biết uống, bây giờ tập uống đi. Nè. Dạ. Vậy nha. Dạ, cảm ơn chú. Ừ, chú đi đây. Dạ. Cho hỏi chị dùng gì ạ? Cho tôi cà phê ạ. Dạ chị dùng loại nào ạ? Cho tôi cà phê bình thường. Ý của chị là cà phê đen đá đúng không ạ? À đúng rồi. Sao rồi ông? Con bé không chịu đi đúng không? Không hiểu cái con nhỏ này nó giống ai mà sao tính tình nó khó chịu quá. Thôi, coi như hai đứa mình đi ăn thôi. Không được đâu, ông gọi lại một lần nữa đi, để tôi nói chuyện với nó cho. Thôi thôi thôi, thôi kệ nó đi bà. Sao mà kệ được chứ? Tôi với con bé cứ căng thẳng như vậy hoài á, lỡ ra mắt tính sao đây? Phải giải quyết cho xong đi chứ ông. Thiệt tình tôi cũng biết tính sao nữa. Bởi vì tôi mới nói hôm nay là cơ hội tốt đó. Nè, con bé có nhà mà, đúng không? Tâm Ý. Ủa chị, em cũng hay đi uống cà phê quán này hả? Dạ không, em uống thử thôi à. Mà sao nó đắng quá à? Em không biết sao mà người ta lại bỏ tiền uống một thứ đắng ngắt như vậy á. Chắc tại em uống không quen á. Chứ có nhiều người người ta đam mê là người ta cảm nhận được hương vị của cà phê luôn á. Ủa mà sao bữa nay em rảnh quá vậy? Hay không làm hả? Dạ, bữa nay trường của Tâm Anh đi tham quan á chị. Cho nên cô cho em đi chơi. Em mua ba lô cho Tâm Anh xong, không biết đi đâu nên ghé vô đây nè. Em cũng định về thì gặp chị nè. Phải không đó, Sài Gòn thiếu gì chỗ để đi. Ờ, mà chị cũng đang rảnh hả?
Thật ra là chị cũng có hẹn, nhưng mà người ta cho chị leo cây rồi em, cho nên bể kèo. Ê, hay là hai chị mình đi chơi đi. Ừ, em với chị á hả? Ừ, đi chơi đi. Ờ, đi đâu chị? Trời ơi, thiếu gì chỗ để đi. Đi, chị dắt em đi. Đi, đi lên. Khoan chị. Cái gì vậy? Sao vậy, đem theo hả? Dạ, bỏ thì tiếc quá à. Để em đem về tan đá rồi uống tiếp cũng được. Trời ơi, nhỏ này, đi. Dạ, con chào cô. Lâu quá không gặp. Dạ. Vợ con ở trong hả? Dạ, vợ con ở trong. Em ơi. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Mình đi con. Cô qua, chào cô nha. Chào cô mới tới hả? Xin lỗi nha, mọi người đi ăn đi. Hôm nay con có hẹn với bạn rồi, con đi có chuyện gấp nên con không đi ăn được đâu. Cô qua, mình đi chung đi cô. Tôi có chuyện rất là quan trọng muốn nói với cô đó. Hai người đi ăn là vui vẻ rồi, con có chuyện bận cho nên con không đi được đâu. Cô bận cũng không sao, bận xong rồi về đây nha, tôi sẽ chờ ở đây. Không, mình dính chút thời gian thôi con ha. Không cần phải chờ con đâu ba. Vậy đi nha. Cô qua. Tới ba con đi. Cô qua à. Nè. Nè cô qua à. Tôi chờ cô đó nha. Cô qua. Thôi. Thiệt tình cái con nhỏ này. Đi ăn một chút thì có mất mát cái gì đâu. Ba ơi, ba ơi. Cái gì? Ba tới công ty với con liền đi ba. Ủa sao vậy? Ở công ty mới gọi là có đoàn kiểm tra thực phẩm đang tới á. Ủa vậy hả? Dạ. Không sao, tôi hiểu mà. Ông cứ đi đi. Tôi chờ ở đây, chờ mọi người ở đây đó, không sao đâu. Chờ hả? Dạ. Dạ, con đi nha cô. Không sao. Nhưng mà có cái là chờ ở đây không rồi. Không sao, tôi biết bà mà. Một mình có buồn hay không? Không sao hết, ông cứ lo chuyện của ông đi. Anh ta ơi. Chút xíu tôi về. Ok, tôi biết mà. Rồi. Đi, đi đây em. Em đi karaoke bao giờ chưa? Dạ, hồi đó em cũng có đi một lần rồi. Vậy hả? Nè, vậy em chọn bài trước đi. Em thích hát bài gì? Nè, em chọn đi. Nè, chọn xong bấm vô đây nha. Ủa, mà em thích hát bài gì vậy? Mấy người này kỳ thiệt á. Biết là mình ngồi chờ ở đây mà không ai chịu về nữa. Ôi trời ơi, sao đói bụng quá. Ừ.
phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng cứ mơ mộng. Chị My ơi, điện thoại nè chị. Vì anh lạnh lùng băng giá. Chị My ơi. Còn tôi, con tim thật thà. Ủa, gì vậy em? Chị, có điện thoại nè. Ồ, điện thoại hả? Ai gọi vậy ta? Chị ra nghe điện thoại cái nha. Dạ. Ê, có gì em hái đi. Em đang làm gì á? Hỏi anh chi á? Đâu có gì đâu. Anh sợ có người muốn nghe giọng của anh thôi. Ai mà thèm. Thì rốt cuộc gặp không? Phải sầu nhật ký. Tôi có một người, tôi thầm thầm. Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền. Vì khi đó tôi có thể sẽ chia. Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra. Chị muốn ở lại đi chơi với em thêm nữa, nhưng mà giờ chị có việc chị phải đi rồi. Bữa nào mà rảnh đó, hai chị em mình nó rủ nhau đi chơi tiếp đi. Thôi chị đi trước nha, ở lại bắt xe nha. Có gì về tới nhà nhắn tin chị. Alo, tôi nghe nè. Xin lỗi bà nha, tôi đang trên đường về nè. Ráng đợi tôi chút nha. Không sao, ông cứ từ từ mà về nha. Thank you.
Xin lỗi. Ông về rồi hả? Xin lỗi. Ủa con Qua chưa về hả? Dạ chưa. Trời ơi, nãy giờ là ngồi đây bà chờ rồi chưa ăn uống gì hết hả? Dạ không sao đâu ông. Không mấy tôi lấy cái gì cho bà ăn nha. Không cần đâu mà. Bà, mày gọi liền cho vợ mày dạ, đi. Dạ con đang gọi nè. Nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa về nữa, để người ta phải chờ đợi á. Sao rồi? Alo, em về tới chưa? Hả? Rồi. Bắt vợ con về tới rồi. Đó bây giờ mới chịu mồi về. Nó bắt người ta phải chờ đợi vậy đó. Ba con mới về. Nè. Sao mà con về trễ vậy? Con biết là người ta đang chờ con không? Con đã nói là con không muốn đi mà. Con ăn nói cái gì vậy? Hả? Con có biết là ba với thằng Ngọc là phải bận việc ở công ty, rồi cô Liễu phải ngồi đây chờ nè, chưa ăn uống cái gì hết đó. Nhưng mà con đã nói với ba là con không muốn đi. Cô Qua, đi chung cho vui nha. Đi nha con. Con xin lỗi, mọi người đi. Qua. Cô chịu khó ngủ nước trà đợi chút nha cô. Không sao. Ôi trời ơi, sao ngứa dữ vậy nè. Em đã nói không đi là không đi mà. Con sao vậy? Sao là sao chứ ba? Con không thích đi. Không lẽ cái quyền từ chối con cũng không có nữa hả? Đi con. Con như ba năn nỉ con đó. Chỉ một lần này thôi. Đúng rồi, đi. Chút xíu thôi, coi như gì ba. Mình đi. Mình đi thôi. Con Qua sao ông? Dạ, xin lỗi để cô đợi lâu nha. Không sao. Dạ con xuống tới rồi nè. Xuống đây, lẹ quá. Mình đi. Đi thôi. Cái môi của con. Cô Liễu. Cái môi của bà bị cái gì? Tôi bị sao? Cô bị ngải phù hả? Sao? Gọi cấp cứu. Cấp cứu. Ngồi đây. Cấp cứu. Bà ấy bị là sao vậy bác sĩ? Dạ, bà ấy bị dị ứng thức ăn. Bác ơi, tối nay bác có ăn cái gì lạ không vậy bác? Chiều tối giờ trời chưa ăn cái gì hết đó bác sĩ. Vậy hả? Bác ơi, bác chưa ăn gì thiệt hả bác? Tôi nói rồi đó, thì chiều tối giờ bác chưa ăn cái gì hết. Nếu mà chưa ăn gì thì... Tôi ăn rồi. Hả? Bà ăn cái gì? Ăn nào hay vậy? Đã nói ăn rồi mà. Đói quá thì phải ăn thôi chứ. Mà ăn là ăn cái gì mới được? Thì mấy món dưới bếp, rồi trong tủ lạnh nhà ông đó. Mấy cái chả giò, rồi ít cháo, cành rau nữa. Nè cô Liễu à, có khi nào cô dị ứng tôm không? Trong ba món đó món nào cũng có tôm hết á. Con thích hả? Cà phê đen hả? Chú cũng thích uống cà phê đen nữa. Ngủ ngon nha. Đón xem
7. Gia đình là số 1. 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 Gia đình là số 1.